rất vui vẻ tại Lai Ham. Anh trai mình đang pha trà. Vâng. Đúng rồi, một đời người một rừng cây đi. Đây là ký ức vui vẻ tại ngôi nhà Lai Ham. Một đời người, tôi thường nghĩ về rừng cây. Trên đồi núi thật căng khoáng, cây có hiểu vì sao? Anh đệm được bài nào? Đang trên đường gửi lên. Rồi, mấy cái này ở đây là loa kéo. Đúng rồi, cái loa kéo. Loa kéo là dư luôn như tại vì không sắp theo. Nhưng mà kéo thì chắc mấy ông thầy ông xuống. Mấy cái mic thế này này. Ở đây loa kéo nó theo mic mà. Rồi loa kéo chất lượng lắm, bây giờ hay loa kéo chất lượng lắm á. Miễn thầy sớm. Rồi các thầy sang nó thầy đuổi đi. Là sao? Nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về đời người. Chúng như hoa hồng, hồn nhiên như ngang ánh lửa chiều xuân. Cây đã mọc từ thuở nào, trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao, chim thường kéo về làm tổ. Và tôi em như cung hoa mộng, một những cánh cổ thụ xinh kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây, sống gần nhau thân với thân. Và rừng rồi sẽ lên xanh, dần dần đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đấu may nhờ rủi chiều, phải đấu trong đủ cũng đành. Phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữa đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Nhớ cái đợt trước mà mình ở trên Đắk Lắk nhỉ, cả nhà mình hát không thấy vui thật. Anh Sánh này, Cao Ngọc Lân này, Ánh Hồng này, Yến này, Minh Thư này, đúng không? Năm đứa đi hát. Anh Hải hát hay lắm, anh đang bình luận này. Anh Hải á? Hải ấy, Phạm Hải ấy. Anh Phạm Hải à, đúng rồi. Anh Hải Phạm cũng hát hay mà. Ca sĩ rồi. Mình được cái ai cũng hát hay. Hay hát. Hát hay không bằng anh hát. Hồi đời sinh viên là nó hát liên tục luôn. Mình hát bài nhạc Trịnh đi. Hát mỗi đêm luôn chứ hồi đó. Chuyển sang nhạc Trịnh đi. Bài ngẫu nhiên đi, bài ngẫu nhiên hay ở trọ đi chị Yến. Chị Yến biết bài ngẫu nhiên không? Hay là bài ở trọ?
Ở trọ đi, ở trọ đi. Ở trọ đi à? Ờ. Của cả nhà nha. À, tiếp. Ồ, bài đó hay đó, để giáo cũng đi. Hôm nay mình đang làm hậu trường. Mẹ ơi, dẫn mẹ á, con dẫn mẹ chị nha, chị hẹn lại mẹ nha.
Mẹ ơi, con đã về rồi. Bài cao lắm á. Bài thấy cao lắm. Bài gánh mẹ thì dễ hơn. Gánh mẹ này may gần lên rồi. Sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Đi gieo lời yêu dối gian, những khi chiều xuống có một tiếng cười. Để lấy làm gì em đã bay rồi, nước mắt cuốn trôi rồi nước cuốn trôi. Cuộc sống chỉ giản dị như thế thôi, yêu thương như thế, bình an như vậy đó các bạn. Mình chúc các bạn cũng có những giây phút bình an nha. Mẹ ơi, I love you các bạn. Thương các bạn, em thương các bạn lắm. Vì bọn cũng hay hát phải nè. Rất là do bọn cái hồi bọn nó đi hát. Một cái hành trái tăng cái dạng. Ủa, đâu phải đâu. Đây là bên này. Không phải, không phải bài này. Không, không phải bài đấy, bài đấy tên gì á. Mẹ tôi. Mẹ tôi. Bây giờ ai biết câu đầu tiên đấy, hát đi đã. Hát say mê rồi pha cà si mê. Rồi quay phim say mê. Chúng ta sẽ được ghi lại những ký ức vui vẻ. Đó, mọi người cầm một ly trà, thưởng ly trà đặc biệt. Trà. Em. Bé trẻ con, mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi nhớ nhớ ngôi nhà xưa ngày xưa.
ngày xưa bên rừng cha nằm, mẹ buồn xa vắng nhìn cha thương cha chỉ lớn không thành. Biết không bằng nhà mình tuổi